Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với TC Investment. Mình là Tiệp đây. Hôm nay mình làm video này với hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là chia sẻ cái góc nhìn cá nhân của mình về thị trường chung VN Index cũng như là kế hoạch hành động của chúng ta sẽ như thế nào. Và nội dung thứ hai đó là mình muốn chia sẻ thêm về một mã cổ phiếu mà theo đánh giá của mình là cái trị giá hiện tại của nó tương đối hấp dẫn so với quy mô và so với tiềm năng của doanh nghiệp. Thì chúng ta cùng bắt đầu ạ. Đây, trước hết thì mình view qua một chút về chỉ số chung, về thị trường chung ngày hôm nay. Ngày hôm nay là thị trường tăng điểm khá là tốt, với một sự khác biệt so với việc tăng điểm của tuần trước. Đó là gì? Tuần trước khi sự tăng điểm chủ yếu đến từ việc kéo các trụ, thì tuần này dòng tiền đã lan tỏa, gần như là lan tỏa đến tất cả các dòng, tất cả các mã, và hầu hết là các mã ở trên thị trường đều thể hiện sự tăng giá khá là tốt, ngoại trừ dòng cổ phiếu của anh Quyết. Ngày hôm nay thì chắc hẳn là danh mục của anh chị đã thể hiện cái sự tăng trưởng về NAV khá là lớn khi mà dòng tiền đã chảy đều về tất cả các mã trên thị trường. Tuần trước mình có đưa ra hai kế hoạch. Kế hoạch thứ nhất đó là thị trường sẽ sideways ở trong biên độ này, và kế hoạch thứ hai là thị trường trong ngày thứ hai và ngày thứ ba, mình vẫn nói là mọi người nên quan sát kỹ ngày thứ hai và ngày thứ ba. Nếu thị trường thể hiện sự tăng yếu ớt thì khả năng sẽ giảm xuống cái mốc hỗ trợ bên dưới này. Tuy nhiên thì thị trường ngày hôm nay, ngày thứ hai đã thể hiện sự tăng giá rất là tốt. Điều đó nói lên rằng cái kịch bản thứ hai sẽ không xảy ra, và mốc tiếp theo VN Index sẽ chinh phục đó là cái kháng cự 1264-1268 này, 1264-1268 điểm. Thì theo mình nhận định nhé, khả năng rất cao với cái diễn biến tốt như hiện tại, với cái dòng tiền lan tỏa đều như hiện tại, thì khả năng rất cao chỉ số chung sẽ lập đỉnh mới. Và cái quan trọng hơn việc mà chỉ số chung lập đỉnh mới đó là tài khoản của anh chị sẽ gia tăng NAV tương đối là tốt trong cái nhịp này. Đấy, thì trước đó thì mình có khuyến nghị rằng là lên đỉnh này, khi giá cổ phiếu lên đỉnh này, anh chị em nên theo dõi cái hành động của thị trường, theo dõi cái sức mạnh thị trường để có quyết định ra hàng hay không. Đấy, thì tình hình thì thị trường chung như thế nào, có cập nhật gì mới thì mình sẽ chia sẻ trên room và sẽ cập nhật thường xuyên cho mọi người. Cái thứ hai, nội dung thứ hai mà mình muốn chia sẻ đến các bạn mà ngày hôm nay đó là về một cổ phiếu mà theo mình đánh giá là giá hiện tại của nó tương đối hấp dẫn, đó là giá cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn Dabaco. Đây, mã cổ phiếu là DBC. Đấy, thì hiện tại DBC vốn hóa hiện tại đang là 5.900 tỷ. Với cái mức vốn hóa này thì theo đánh giá của mình, cái mức vốn hóa này là tương đối rẻ. Lý do vì sao mà mình nói như vậy thì mọi người cùng theo dõi ạ. Chúng ta sẽ cùng mổ xẻ cái báo cáo tài chính năm 2020. Trước mình sẽ view sơ qua về cái báo cáo tài chính này. Thứ nhất mình đây là mình sẽ view qua cái báo cáo kết quả kinh doanh trước. Thì doanh thu năm 2020 là đạt doanh thu thuần đạt hơn 10.000 tỷ một chút, so với năm 2019 là 7.186 tỷ, thì mức tăng tương đối là tốt, mức tăng đạt khoảng là tăng đạt khoảng 40%, sắp xỉ 40%, loanh quanh 40%. Thì cái mức gia tăng doanh thu như thế này là mức gia tăng doanh thu khá là tốt, và lợi nhuận gộp thì tăng trưởng gần như là tăng trưởng hơn 100%, từ 1.166 tỷ tăng lên 2.557 tỷ. Và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ, cái con số này là cái con số mà chúng ta quan tâm, đó là 1.400 tỷ so với 305 tỷ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế này tăng gần 3 lần, hơn 3 lần, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 3 lần. Với cái doanh thu tăng trưởng như vậy, nhưng mà lợi nhuận sau thuế tăng trưởng khá là tốt, tăng trưởng tốt hơn rất nhiều, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng tốt hơn rất nhiều so với sự tăng trưởng của doanh thu, thì chúng ta có thể đánh giá được, một là
công ty đã tiết giảm được chi phí này, đã giảm được giá thành sản xuất, đã quản lý chặt chẽ hơn và làm giảm cái chi phí của hoạt động kinh doanh xuống. Hai là cái giá bán sản phẩm của doanh nghiệp là đã tăng lên. Dù lý do nào đi nữa thì cái việc mà gia tăng lợi nhuận tốt như thế này cũng đều là tín hiệu tích cực cả. Và cái có một điều mà chúng ta có thể sẽ băn khoăn là cái lợi nhuận sau thuế này có phải là lợi nhuận thực hay không. Thì theo đánh giá của em khi nhìn vào bảng cân đối kế toán, có một số điểm mà chúng ta có thể sẽ đánh giá được, đó là cái lợi nhuận đó phải lợi nhuận thực hay không, hay là lợi nhuận lấy từ kỳ trước để chuyển về kỳ này, kỳ tương lai đấy, kỳ tương lai chuyển về kỳ này, có phải là doanh nghiệp lấy lợi nhuận ở kỳ tương lai chuyển về kỳ này hay không, thì chúng ta sẽ cùng xem xét. Ở đây các bạn có thể thấy là cái khoản mục tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn này, tiền tổng tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 232 cộng với 537 tỷ thì khoảng 750 tỷ, khoảng 760 tỷ. Cái mức tiền này tương đối là cao. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là đó là cái khoản phải thu. Khoản phải thu của khách hàng thì khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chỉ có 212 tỷ thôi so với cái quy mô doanh thu 10.000 tỷ đây. Thì theo mình đánh giá cái việc bán hàng công ty là việc bán hàng thật. Không phải là lấy cái doanh thu từ tương lai đem về hiện tại. Đấy, thì nếu mà công ty mà lấy cái doanh thu của tương lai để đem hiện tại thì thường thường sẽ phải chiết khấu cho khách hàng này, phải giảm giá hàng bán này, và sẽ cho phép khách hàng là trả chậm, thì cái thể hiện thì cái khoản phải thu này nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy là cái đặc điểm mà thể hiện cái việc mà doanh nghiệp lấy doanh thu ở thời điểm có tương lai để đem về hiện tại nhằm các mục đích gì đó mà ban lãnh đạo ẩn ở phía sau. Đấy, thì còn cái hàng tồn kho ở công ty thì với cái mức 3.000 tỷ, hơn 3.000 tỷ này so với cái quy mô doanh thu 10.000 tỷ thì hoàn toàn bình thường. Đấy. Đây, tài sản dài hạn này, tài sản cố định này, chi phí xây dựng các bạn. Đây, cái mục chi phí xây dựng cơ bản tại Giang này, đó là công ty đang thực hiện đầu tư các nhà xưởng máy móc, đầu tư các tài sản cố định để phát triển, để đem lại sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Hay còn về khoản mục vay và nợ, vay ngắn hạn, chúng ta quan tâm ở cái mục vay và nợ theo tài chính ngắn hạn này, thì đầu năm nợ 3.200 tỷ, cuối năm chỉ còn 2.100 tỷ, thì cái nợ ngắn hạn này công ty đã giảm được 1.100 tỷ trong năm. Đây là một tín hiệu rất là tích cực. Tương tự như vậy, vay và nợ dài hạn thì cũng đã giảm khoảng gần 200 tỷ, 170, 180 tỷ gì đó. Đấy. Đây, ở mục lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, đây là cái dòng tiền mà từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đem lại khoảng 2.100 tỷ. Đây thực sự là một cái dòng tiền rất là lớn và đem lại cái dòng tiền hoạt động kinh doanh này rất là lớn, sẽ trang trải cho cái việc đầu tư của doanh nghiệp, và cũng như là doanh nghiệp đã dùng cái dòng tiền hoạt động kinh doanh này để chi trả một lượng rất lớn cái tiền vay ngân hàng. Đấy, như các bạn có thể thấy đó là đây là dòng tiền từ hoạt động tài chính này là âm 1.517 tỷ, tức là bao gồm cổ tức này, bao gồm cổ tức đã trả cho doanh nghiệp là 202 tỷ và trả nợ gốc ngân hàng, tức là khoảng 1.300 tỷ là trả cho ngân hàng rồi. Thì với một dòng tiền mạnh như thế này thì mình đánh giá rằng cái doanh thu, cái lợi nhuận của công ty là hoàn toàn là không có gì để chúng ta đáng phải quá nghi ngờ cả. Đấy. Quay trở lại với báo cáo tài chính quý 1 vừa ra ngày hôm nay, ngày 19 tháng 4. Đây ạ, thì tiền mặt và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thì cũng tương đối là lớn. Các khoản phải thu thì so với cuối năm thì không
không chênh lệch quá nhiều đây ạ. Các khoản phải thu thì không thay đổi quá nhiều và hàng tồn kho này vẫn là giữ ở mức bình thường thôi, không quá là lớn. Đây, vay ngắn hạn thì trong quý đầu năm thì công ty có vay thêm hơn 200 tỷ tiền nợ ngắn hạn vay ngắn. Đây thì những cái biến đổi này thì hết sức là bình thường và theo mình đánh giá là không có điều gì bất thường và khả nghi trong cái báo cáo cái bảng cân đối này cả. Về báo cáo kết quả động kinh doanh hợp nhất thì quý 1 năm 2021 này là đạt 2.473 tỷ, so với quý 1 năm trước thì là 2.386 tỷ, thì thực sự là biến động thì tăng trưởng một chút thôi, tăng trưởng không quá nhiều. Và con số đây là con số lãi vay, cái chi phí lãi vay đã giảm khoảng 35 tỷ trong quý này, đã giảm khoảng 35 tỷ trong quý này so với quý đầu năm trước. Thì với cái việc mà doanh nghiệp trả hơn 1.300 tỷ lợi nhuận thì 1.300 cái tiền vay ngân hàng trong năm vừa rồi thì sẽ tiết kiệm được để mình bấm xem nào, sẽ tiết kiệm được khoảng 1.300 đây, mình cứ so năm trước và năm nay thì áng chừng khoảng 35 tỷ mình nhân cho 4 quý thì sẽ tiết kiệm được đâu đó khoảng 100 tỷ tiền lãi vay, tiết kiệm được đâu đó khoảng 100 tỷ tiền lãi vay. Với cái dòng tiền mạnh như hiện tại và nhu cầu đầu tư trong năm nay theo tìm hiểu của mình thì không phải là quá lớn, thì doanh nghiệp sẽ cái số nợ vay của ngân hàng sẽ cũng không tăng quá nhiều trong năm nay đâu, theo quan điểm cá nhân của mình là vậy. Đấy thì kết thúc quý 1 này thì lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 365 tỷ so với con số 348 tỷ năm 2020. Đấy. Thì hiện tại thì EPS hiện tại của DBC loanh quanh khoảng 13 đến 14.000, và mình dự kiến trong năm nay với cái việc mà giảm được chi phí lãi vay và tình hình kinh tế sẽ ổn định trở lại và tốt hơn so với năm 2020 thì việc mà doanh nghiệp đạt EPS 13 đến 14.000 là hoàn toàn khả thi. Và nếu có chẳng may nếu không như kế hoạch thì việc mà và nếu như mọi thứ diễn ra không như kế hoạch thì cái mức giá 58 này tương đương với PE bằng 4 này đã giảm thiểu tương đối rất là nhiều rủi ro cho chúng ta rồi. Việc mà chúng ta mua được một cổ phiếu giá rẻ, một cổ phiếu giá thấp thì đã hạn chế rất là nhiều rủi ro cho chúng ta nếu mà tình hình kinh doanh của doanh nghiệp không đi theo cái dự định của chúng ta. Đấy, thì mình dự phóng rằng trong năm nay 2021 EPS của doanh nghiệp có thể sẽ dao động từ mức 13.000 đến 15.000 do thứ nhất là tình hình kinh tế sẽ trở lại tốt hơn sau dịch, cái thứ hai cái nợ vay của doanh nghiệp đã giảm được 1.300 tỷ so với năm 2020 thì cái gánh nặng về chi phí lãi vay nó sẽ giảm khoảng loanh quanh đâu đó 100 tỷ đồng. Đấy thì đấy là những cái cơ sở mà theo mình sẽ khiến cho DBC sẽ duy trì được cái mức EPS 13 đến 15.000 trong năm nay, và với mức giá 58 này thì cái định giá theo mình đánh giá là tương đối hấp dẫn để chúng ta có thể mua vào. Đấy. View một chút về kỹ thuật thì đây là đồ thị của DBC, mình sẽ để khung thời gian là 4 giờ đi. Đây là cái sóng tăng,
Đây là cái sóng tăng gần nhất của DVC. Và từ ngày 17 tháng 3 năm 2021 thì giá cổ phiếu đã điều chỉnh cho đến thời điểm hiện tại. Đây, thời điểm hiện tại. Đây. Giá cổ phiếu đã điều chỉnh trong một cái nhịp gồm 3 sóng. Đây ạ. Đây là cái thời điểm. Đây là thời gian điều chỉnh của DVC. Giá cổ phiếu điều chỉnh từ mức 62.000 và về mức đáy là 55.600. Nhất về thời gian điều chỉnh này thì mình đánh giá là thời gian điều chỉnh này đã diễn ra khá là dài rồi, mà sự điều chỉnh này so với cái sóng tăng trước đó này là nhỏ, thì hiện cái áp lực bán nó không nhiều. Như vậy và ngày hôm nay đã có dấu hiệu của dòng tiền quay trở lại bằng việc đóng cái nến H4 ở cái mức giá cao nhất, đóng nến H4 ở mức giá cao nhất trong ngày và với khối lượng chưa phải là lớn. Cái phiên khối lượng lớn theo mình sẽ xuất hiện trong tuần này, sẽ break trong tuần này, và quá trình điều chỉnh này theo mình nghĩ nó đã kết thúc rồi. Đấy. Trước mắt cổ phiếu này sẽ hướng về cái mục tiêu là sáu mươi sáu đến sáu mươi bảy các bạn. Trước mắt sẽ hướng về mục tiêu 66 đến 67 điểm. So với mức giá hiện tại thì mức tăng giá khoảng 15%. Đấy là cái target gần nhất trong thời gian tới. Còn về diễn biến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào thì sẽ được cập nhật thường xuyên ở trong room VIP của TC Investment. Các bạn có thể đồng hành cùng TC Investment thông qua việc mở tài khoản giao dịch tại TCBS hoặc VPS. Đấy, thì mình xin phép được kết thúc video ngày tại đây. Mình xin phép được kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Chúc anh chị một tuần mới giao dịch hiệu quả và gặp được nhiều niềm vui. Xin chào tất cả mọi người.